Xin kính chào quý đồng nghiệp và các bạn. Trong bài đăng ngày hôm nay, bác sĩ Trịnh Văn Duy xin giới thiệu tới quý đồng nghiệp và các bạn bài trình bày về các bất thường bẩm sinh cột sống. Xin mời cùng lắng nghe và bàn luận ngay sau đây. Mai xin phép trình bày bài SNAP về các cái dị tật bẩm sinh của cột sống. Các cái dị tật bẩm sinh của cột sống thì nó là các cái bất thường hay gặp nhất sau tất cả các dị tật của tim thai. Ước tính khoảng là 1.000 trẻ sinh ra thì có 1 đến 3 trẻ có các bất thường bẩm sinh của cột sống. Hay gặp nhất là phần thắt lưng cùng chiếm 90%, phần cột sống ngực thì có 6 đến 7% và cột sống cổ nó khoảng 2 đến 4%. Về phôi thai học của hệ thần kinh thì ban đầu nguồn gốc của hệ thần kinh ban đầu chỉ là một ống thần kinh và ống thần hai bờ tạo thành cái máng thần kinh đấy, và ở ngày thứ 20 của ngày phôi thì các cái tấm thần kinh này nó quặn dần khép cái mép lại tạo thành ống thần kinh, và hai cái màu thần kinh thì nó di chuyển về hai phía và tạo thành những cái rễ thần kinh sau này hoặc là những cái hạch lớp ngoại bì da, thì nó sẽ tạo thành lớp da ở bên ngoài. Tất cả những cái khiếm khuyết của quá trình đóng ống thần kinh này nó đều tạo ra những bất thường của cuộc sống. Những cái phân loại bất thường bẩm sinh của cuộc sống thì chia thành hai nhóm tùy thuộc vào cái sự bao phủ của lớp da ở bên trên, mà chia thành hai nhóm chính, đó là nhóm dị tật cuộc sống dạng hở và nhóm các dị tật cột sống dạng đóng. Nhóm dị tật cột sống thể hở thì nó bao gồm chia thành hai cái nhóm nhỏ hơn, đó là thoát vị tủy màng tủy và nhóm bán thoát vị tủy màng tủy. Ở nhóm thoát vị tủy màng tủy thì nguyên nhân là do sự thất bại trong quá trình đóng của cái ống thần kinh nguyên thủy, làm lộ cái tấm thần kinh ra bên ngoài qua vị trí khuyết da của vùng lưng. Thoát vị màng tủy thì nó chiếm trên 98% các trường hợp dị tật cột sống thể hở, và thoát vị tủy thì hiếm gặp hơn. Đối với cái tình trạng bán thoát vị màng tủy và bán thoát vị tủy thì nó là tình trạng cực kỳ hiếm gặp. Tình trạng này xuất hiện khi mà nó có sự thoát vị của cái thoát vị tủy màng tủy xảy ra ở cái tình trạng là trên một cái dị tật là cột sống trẻ đôi. và một nửa của cái dị tật cột sống trẻ đôi nó bị thoát vị ra ngoài. Do vậy đây là một cái dị tật trên nền một cái dị tật khác, nên là tình trạng này thì rất là hiếm gặp. Đối với cái trường hợp thoát vị tủy màng tủy thì nó là được định nghĩa là tình trạng tấm thần kinh cùng với màng tủy thoát vị ra ngoài qua vị trí khuyết ở da vùng lưng. Vị trí điển hình hay gặp nhất là ở vùng thắt lưng. Mà có ba cái đặc điểm chính của cái thoát vị tủy màng tủy này. Thứ nhất là có cái sự lộ của cái tấm thần kinh ra bên ngoài da qua vị trí khuyết của cái da. Thứ hai là có sự mở rộng của cái khoang dưới nhện, thoát vị ở khoang dưới nhện qua vị trí khuyết của cái ống sống. Và đặc điểm thứ ba là cái sự là có cái khối lồi ra ngoài da trên bề mặt da. Khối lồi của cái khối thoát vị trên bề mặt vùng da vùng lưng. Trường hợp này thì đối với những cái trường hợp này thì ở trên lâm sàng thì chẩn đoán tương đối dễ, và đây là một cái mổ cấp cứu, một cái cấp cứu thần kinh mà nên được thực hiện sớm để che phủ cái lớp thần kinh bị lộ và tránh những trường hợp nhiễm khuẩn. Cộng hưởng từ thì được thực hiện nhằm mục đích là đánh giá cái giải phẫu và các mối liên quan của tấm thần kinh với các rễ thần kinh. Thứ hai là đánh giá trước phẫu thuật các bất thường kèm theo như là cái não thủy hay là nằm trong hội chứng Chiari 2. Thứ ba là xác định trong các trường hợp hiếm gặp liên quan đến hội chứng trẻ đôi của tủy sống. Ở những cái trường hợp thoát vị tủy thì nó ít gặp hơn so với thoát vị màng tủy, và đặc điểm chính để phân biệt của cái thoát vị tủy màng tủy và thoát vị tủy chính là cái vị trí của tấm thần kinh trên bề mặt da. Ở thoát vị tủy màng tủy thì cái tấm thần kinh này nó ở thoát vị tủy màng tủy thì tấm thần kinh nó bị đẩy lồi lên trên bề mặt da tạo thành một khối lồi. Nguyên nhân là do cái khoang dưới nhện này nó thoát vị đẩy lồi ra
Còn ở cái trường hợp thoát vị tủy thì không, thì cái tấm thần kinh nó phẳng, nó không bị lồi lên bên trên bề mặt da mà nó chỉ lộ ra bên ngoài thôi. Cái khoang dưới nhện thì nó không bị thoát vị và không để lồi ra bề mặt da. Đây cũng là trên hình ảnh cộng từ, nó tạo thành một cái nền phẳng chứ không phải lồi như là cái thoát vị tủy màng tủy, mà chỉ có cái tấm thần kinh nó bị lồi ra bên ngoài. Ở cái trường hợp của các trường hợp bán thoát vị màng tủy và bán thoát vị tủy thì đây là một cái thoát vị cực kỳ, tình trạng cực kỳ hiếm gặp, và nó xảy ra khi có sự thoát vị của cái tủy màng tủy hoặc là thoát vị tủy ở một phần của cái tủy sống. Đây là cái minh họa của cái trường hợp tủy sống trẻ đôi, nó bao gồm hai phần tủy và một phần tủy thì còn bình thường và một phần tủy thì nó bị thoát vị ra bên ngoài qua vị trí khuyết da. Thì đây là trường hợp gọi là thoát vị bán thoát vị tủy màng tủy. Đây là tình trạng của một cái dị tật trên nền một cái dị tật khác thì tương đối là hiếm gặp. Minh họa cho cái trường hợp bán thoát vị màng tủy thì đây là cái trường hợp thoát vị của cái màng tủy và tủy ra bên ngoài, đã ra tạo thành một khối lồi ở mặt lưng. Đấy, tuy vậy thì ở đây nó còn một cái ống tủy còn nguyên vẹn. Trên hình ảnh cắt lớp thì đây là một cái nằm trong một cái hội chứng tủy trẻ đôi tiếp 1. Nó bao gồm hai ống sống riêng biệt. Một ống sống này thì còn nguyên vẹn, còn một cái ống sống này thì nó bị khuyết và nó hở và nó gây ra thoát vị của cái tủy màng tủy ra bên ngoài. Đối với những cái trường hợp mà đối với những cái dị tật cột sống thể đóng thì nó chia làm hai cái loại nhỏ hơn, đó là dị tật cột sống thể đóng với cái khối ở dưới da và trường hợp mà không có khối dưới da. Với trường hợp mà có một khối dưới da thì đa phần nó là khối mỡ. Đấy, thứ nhất đầu tiên nó là cái dị tật cột sống thể kín với một khối dưới da, khối mà hay gặp nhất là khối u mỡ dưới da. Thì cái trường hợp này nó bao gồm cả thoát vị mỡ tủy màng tủy và thoát vị mỡ tủy. Nguyên nhân của cái dị tật này là do sai sót trong quá trình tạo ống thần kinh nguyên phát với sự tách biệt sớm của ngoại bì da và ngoại bì thần kinh, dẫn đến cái mô trung mô đi vào trong ống sống và tạo thành mô mỡ. Biểu hiện lâm sàng là bởi một khối mỡ dưới da vùng lưng. Mà cái này thì cũng tương tự như thoát vị tủy màng tủy, là đặc điểm chính để phân biệt cái thoát vị mỡ tủy màng tủy và thoát vị mỡ tủy là chính là cái vị trí của cái tấm thần kinh mỡ bị trên bề mặt da. Đối với thoát vị mỡ tủy mẹ thì cái tấm mỡ thần kinh còn nằm trong ống sống, còn ở trường hợp thoát vị mỡ tủy màng tủy thì cái tấm thần kinh mỡ nó bị đẩy lồi ra bên ngoài. Đây là trường hợp của cái thoát vị mỡ tủy thì nó chỉ có cái tấm thần kinh và tổ chức mỡ nó bị đẩy, nó nằm ngay dưới tổ chức dưới da qua cái vị trí bị hở ống sống. Đấy, còn cái tấm thần kinh thì nó vẫn nằm trong ống sống, nó không bị đẩy lồi ra mà chỉ có tổ chức mỡ thoát vị tạo thành khối ở dưới da. Còn ở trường hợp thoát vị mỡ tủy màng tủy thì có cái tổ chức màng tủy có tổ chức màng tủy nó bị cũng thoát vị, nó đẩy lồi tất cả các tổ chức, cái tổ tấm thần kinh mỡ bị đẩy lồi hết ra ngoài. Thì đây cũng là đặc điểm để phân biệt giữa hai cái trường hợp thoát vị mỡ tủy màng tủy và thoát vị mỡ tủy. Trường hợp thứ hai mà ở trong cái nhóm dị tật cột sống với khối dưới da đó là chính là trường hợp mà thoát vị của màng tủy. Thoát vị màng tủy thì nó là tình trạng thoát vị của lớp màng cứng và màng nhạy qua vị trí khuyết tử cung sau ống sống. Màng não thoát vị thì không chứa mô thần kinh, do vậy những khiếm khuyết thần kinh ở những cái trường hợp này thường nhẹ và thoát vị màng tủy thì chiếm khoảng 2,4% các dị tật của ống sống. Trường hợp thứ ba trong cái nhóm cái dị tật cột sống thể kín với khối dưới da đó chính là cái trường hợp nó dị tật là thoát vị dạng nang của cái tủy sống, thì nó được gọi định nghĩa là sự thoát vị dạng nang khu trú của tủy sống qua vị trí hở của ống sống. Thoát vị tủy dạng nang khu trú thì có thể xuất hiện bất cứ vị trí nào, nhưng mà hay gặp nhất là vùng cùng cụt chiếm khoảng 5% và tất cả các dị tật và luôn đi kèm với tủy bán thấp và tích dịch ống nội tủy. Đây minh họa một cái trường hợp thoát vị tủy dạng nang thì nó bao gồm hai thành phần. Thứ nhất là thoát vị của cái khoang khoang dịch
trong cái rỗng tủy, khoang tích dịch của một rỗng tủy, và thứ hai là thoát vị của cái lớp màng não, màng tủy ra bên ngoài qua cái vị trí khở eo ở vùng cùng cụt, vị trí khuyết ở vùng cùng cụt, tạo thành khối dạng nang lớn dưới da. Thì cái này nó luôn đi kèm hai cái, thứ nhất là một cái tủy tích dịch hoặc là một cái rỗng tủy, và thứ hai là một cái tủy bám thấp. Đấy là nhóm các cái dị tật mà cột sống thể kín với khối dưới da. Còn tính cái nhóm mà dị tật cột sống thể đóng với mà không có khối dưới da thì nó phức tạp hơn, và chia thành hai nhóm là nhóm các dị tật đơn giản và nhóm các dị tật phức tạp. Ở nhóm các dị tật đơn giản thì nó bao gồm, thứ nhất là u mỡ trong màng cứng, mà u mỡ trong tủy nó chính là sự xuất hiện của mỡ nằm trong khoang màng cứng hoặc là trong tủy sống. Cái này thì cũng hay gặp trên lâm sàng và hay gặp nhất là ở vùng thắt lưng. Nó thì không đi kèm với dị tật ở ống sống và thường gặp trong hội chứng tủy bám thấp. Đây là một cái trường hợp và dị tật u mỡ trong cái tủy sống, nó có khối mỡ ở vùng chóp tủy. Đây, trên chú sung xóa mỡ thì nó mất và nó nằm hoàn toàn trong vùng chóp tủy, đi kèm với cả cái hội chứng tủy bám thấp. Những cái này thì ở trong cái bài này thì nó khuyên là nên phẫu thuật, bởi vì nó sẽ gây ra những cái triệu chứng lâm sàng là tùy thuộc vào cái khối mỡ này, và đa phần những cái khối mỡ này người ta theo dõi là nó sẽ tăng dần lên theo thời gian, nên là nó gây ra các triệu chứng lâm sàng nặng nề hơn. Nhóm các gì đó, cái nhóm các cái tiếp theo là những cái u mỡ trong dây tận cùng hoặc là dây tận cùng dính chặt. Đây là những cái bất thường liên quan đến dây tận cùng. Ở cái u mỡ dây tận cùng thì nó chỉ là sự dày lên và xuất hiện của mỡ trong dây tận cùng, và nó được coi như là một cái biến thể giải phẫu bình thường nếu như bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng. Còn ở cái nhóm dị tật dây tận cùng dính chặt thì nó là sự dày lên và ngắn lại của dây tận cùng. Dây tận cùng dày trên 20 mét thì đều được coi là bất thường, nguyên nhân gây ra cái sự dính của cột sống và cản trở sự đi lên của vùng chóp tủy, dẫn đến cái dị tật là tủy bám thấp. Đây là minh họa của cái nhóm cái bất thường liên quan đến cái dây tận cùng. Ở cái mình minh họa, hai mình minh họa đầu tiên nó là cái dị tật là u mỡ của dây tận cùng, thì nó có mỡ trong cái vùng dây tận cùng. Cái này thì còn đều được coi là biến thể giải phẫu nếu mà không có triệu chứng lâm sàng. Còn ở cái nhóm mà dây tận cùng dính chặt thì nó có sự dày lên của cái dây tận cùng này và nó dính, nó nguyên nhân nó dẫn đến nó không sự không đi lên của cái vùng chóp tủy này, và dẫn đến là hay gặp trong cái cùng với cả cái dị tật tủy bám thấp. Thứ hai, tư là cái dị tật tồn tại não thất tận cùng hoặc là cái não thất năm. Đây là một cái sự xuất hiện của một khoang dịch nhỏ ở vùng chóp tủy và lót bên trong bởi lớp màng nội tủy. Tiêu chuẩn phân biệt với cả nang trong tủy là sự liên tục của cái cấu trúc này với cái kênh trung tâm, và đa phần thì không có dị tật, đa phần thì không có triệu chứng lâm sàng. Một số trường hợp thì có nang to có thể dấy lên đau vùng lưng hoặc là cái rối loạn bài tiết. Đây là minh họa của cái dị tật tồn tại não thất tận cùng hoặc là não thất năm, thì nó là một cấu trúc dạng nang ở vùng chóp tủy và liên tục với kênh trung tâm. Cuối cùng là của cái nhóm dị tật đơn giản là cái giò xoang bì. Giò xoang bì thì nó là một đường giò ra ngoài da có lớp lót biểu mô và liên tục với mô thần kinh hoặc là cái màng cứng. Nó hay gặp nhất là ở vùng thắt lưng và cũng hiếm gặp ở vùng ngực hoặc cổ. Tỷ lệ gặp là 1 trên 2.500 trẻ sinh và da và không liên kết với giới tính. Lâm sàng biểu hiện bởi một đám lõm vùng thắt lưng hoặc là một đám lông hoặc là dị dạng mao mạch vùng lưng. Đây là cái minh họa của cái giò xoang bì. Nó có một đường giò từ trong ống sống hoặc là tủy sống ra ngoài da, và nó hay gặp trên lâm sàng thì hay gặp có một đốm ở dưới da hoặc là một cái vùng lõm ở da. Đây là trường hợp và giò xoang bì với một cái lõm ở da, và hay gặp vào trường hợp này là có một đám lông ở vùng thắt lưng và có một cái giò xoang bì ra ngoài da. Ở nhóm các dị tật
cuộc sống phức tạp thì nó chia thành hai nhóm nhỏ hơn, đó là những cái rối loạn của sự hợp nhất của đường nguyên sống và những cái rối loạn của sự hình thành nguyên sống, mà nó gây ra những cái dị tật phức tạp. Đa phần những cái dị tật lớn này thì nó đều ảnh hưởng đến cái đều phát hiện sớm, là dị tật rất lớn và phát hiện sớm ở trong cái lúc chuẩn đoán trước sinh. Và những em bé sinh ra thì đều là những cái dị tật nhỏ và không ảnh hưởng nhiều. Ví dụ như trong nhóm này thì nó cũng có giò ruột vùng lưng và nang thần kinh ruột. Đây là cái dị tật xuất hiện khi có sự bất thường trong sự kết nối của da và ruột, nang thần kinh ruột thì biểu hiện là các trường hợp nang thần kinh ruột biểu hiện các trường hợp khu trú của giò là nang thần kinh ruột thì là biểu hiện khu trú của các trường hợp mà giò thần kinh ruột vùng lưng, hay gặp nhất là ở mặt bụng của tủy sống, chủ yếu là ở vùng tủy cổ ngực, hiếm gặp hơn ở vùng lưng hoặc là trong tủy sống. Nang thường đồng hoặc là tăng tín hiệu hơn so với dịch não tủy trên T1. Đây là một cái minh họa một cái trường hợp và một cái nang tinh ruột ở vùng của một trẻ 3 tuổi ở vùng lưng ở vùng ngực. Đây, cấu trúc dạng nang gồm hai phần và nó có một phần nằm trong ống sống và một phần nằm ở ngoài ở trung thất sau, phát triển lồi ra ngoài. Đi kèm với nó là cái dị tật về cột sống, nó bất thường về cột sống và tạo ra một lỗ. Cái lỗ này thì nó gọi là kênh Kowalski. Nhóm cái dị tật cột sống phức tạp thì nó bao gồm cả cái dị tật mà đã nói trước là cột sống trẻ đôi. Cái nhóm cột sống trẻ đôi này chia làm hai tiếp. Đó là tiếp 1 thì nó là hai ống sống riêng biệt, bao gồm hai ống sống và tách biệt với cả về nhau, và mỗi ống sống thì có bao gồm một cái màng xương và một ống tủy riêng. Tiếp 2 thì nó chỉ bao gồm một ống sống với tủy sống tách đôi thành hai nửa. Cột sống trẻ đôi thì có thể có biểu hiện lâm sàng với biểu hiện lệch lạc cột sống hoặc hội chứng tủy bán thấp. Đây là cái trường hợp tiếp 1 của cái dị tật đốt sống trẻ đôi, thì nó bao gồm hai ống sống với hai ống tủy riêng biệt. Ở tiếp 2 thì nó bao gồm một ống sống nhưng mà cái tủy sống thì nó tách ra làm đôi gồm hai phần. Tách làm đôi và nó hay đi kèm với cả cái, và trường hợp này thì nó đi kèm với cả cái u mỡ của dây tận cùng. Nhóm dị tật cuối cùng là cái bất sản vùng đuôi. Đây là một loạt các bất thường ở dưới cơ thể, có thể có bất thường ở một phần hay toàn bộ cột sống ở phía dưới. Tần suất hay gặp 1,3 trên 10.000 trẻ sinh ra, và hay gặp hơn ở bệnh nhân tiểu đường thai kỳ. Có tỷ người đang nghiên cứu là thấy cái tỷ lệ gặp cao hơn so với 170 đến 400 lần so với dân số bình thường. Nó chia làm hai tip phụ thuộc vào hình dạng và vị trí của chóp tủy. Tip 1 là gồm những bất thường lớn về đốt sống có thể kéo dài từ phần thấp của tủy ngực cho đến vùng cùng cụt, chóp tủy cao và kết thúc đột ngột. Tip 2 thì nó là những cái bất thường về đốt sống ít nghiêm trọng hơn. Phần tận của chóp tủy thì luôn gắn lên một khối, đa phần là u mỡ, đôi khi có thể thấy bất sản của vùng chóp tủy. Đây là cái bất sản vùng đuôi tiếp 1. Nó thì nó bao gồm bất sản từ cái xương S1, S2 trở đi. Và nó cái tủy sống thì nó kết thúc đột ngột ngang mức T12. Còn cái cửa tiếp 2 thì nó ít phức tạp hơn, tức là cái trường hợp này thì nó hay đi kèm với cái tủy bán thấp và cái u mỡ của vùng chóp tủy. Đây thì cái này nó bất sản của cái từ cái S2 trở đi và nó kèm theo cái hở ống sống. Cái dị tật cuối cùng là cái loạn sản cột sống từng phần, thì nó là bất thường cực kỳ hiếm gặp, có thể gặp là bất loạn sản chê ở bất kỳ vị trí nào của cột sống hoặc tủy sống. Nó gây ra những biến đổi rất là lớn của cột sống, và những cái trường hợp này thì hiếm gặp và chủ yếu là phát hiện trong cái chẩn đoán trước sinh. Tóm tắt lại thì bài này nó phân biệt những cái dị tật bẩm sinh cột sống chia thành hai nhóm, dị tật cột sống dạng đóng và dạng mở. Những cái dị tật cột sống dạng mở thì nó chỉ bao gồm
hai nhóm chính hay gặp nhất thì nó chính là cái thoát vị tủy, màng tủy. Còn cái dị tật cột sống dạng đóng thì nó bao gồm, nó phức tạp hơn, nó bao gồm nhiều nhóm. Chủ yếu là những cái nhóm mà hay gặp hơn thì là nhóm ở có một khối dây da. Còn cái bài này thì nó nói về tất cả, nó nói khuyến cáo của cái bài này đưa ra là những cái dị tật bẩm sinh của cuộc sống thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe. Để giảm thiểu những cái dị tật bẩm sinh của cuộc sống thì phụ nữ thì nên sử dụng axit folic trước khi mang bầu 2 tháng và ít nhất là 0,4 mg trong 3 tháng đầu trong thai kỳ để tránh những cái dị tật về thần kinh. Bài này xin hết ở đây. Xin cảm ơn mọi người.